Mấy lần trước là mình đã làm từ bài 1 tới bài 7 rồi. Tròn 26 Nay tuổi, là bắt đầu 7 tới năm bài làm phim, 8. đạo diễn Đinh Tuấn Vũ có trong tay 6 tác phẩm. Rồi bữa nay bài 8 á là kết hợp cái lệnh số 1 và lệnh số 4. Lệnh số 1 là mua cái giá thị trường. Lệnh số 4 là sell stop. Bài 8. Exercise 8. Kết hợp lệnh số 1. Mua giá thị trường và lệnh số 4 là sell stop. Sell stop là chờ bán giá thấp. À, đây là exercise 8. Come by the number one comment. Number one comment is execution comment. The market execution comment and the number four. Comment is sell stop. Comment to entry stop out up. Account rồi tới cái đề bài mua khối lượng không chấm không mua khối lượng 0.02 ở giá hiện tại by volume euro 02 lot
The Market Execution. Rồi xong cái mình đặt chốt lời tự động giá cao hơn 5 đô. Đặt chốt lời tự động giá cao hơn 5 đô. Rồi. USD giờ mình làm thêm một cái lệnh, đặt thêm một cái lệnh nữa là đặt chờ bán giá thấp hơn giá hiện tại, chờ sell stop à. Chờ bán giá thấp hơn giá hiện tại 10 đô. Pending sell stop 10 USD. Không đặt chốt lời cho lệnh này. Không đặt chốt lời cho lệnh này. Rồi mình làm xong thì cũng giống như mấy bài kia, làm xong thì đóng đóng lệnh. Thì cái đóng lệnh này mình phải đóng lệnh đóng đóng cái lệnh thì đóng lệnh mua trước. Đóng lệnh sell stop sau. After finish
Close by command. Close by the by command. Before. Sell the sell stop command then làm lại 3 đến 5 lần với khối lượng thay đổi khác nhau. Practice 3 to 5 times and 10 and 10 the volume rồi. Ở cái lệnh này thì có một cái chú ý note nếu cái lệnh mua nó được chốt lời trước, nếu lệnh mua được khớp lệnh trước thì gỡ bỏ cái lệnh sell stop, thì gỡ bỏ lệnh chờ bán sell stop ngay. Nếu lệnh chờ bán sell stop khớp lệnh trước thì phải gỡ bỏ chốt lời của lệnh mua, thì phải gỡ bỏ chốt lời của lệnh mua ngay. Đó. Tiếp the buy command took profit
chiêu remove the self stop command. Then if stop command turn before you remove profit on the buy comment. Ok rồi, bây giờ thì mình qua cái phần mềm mình luyện tập. Now we return MetaTrader for to practice. Đây. Rồi. Same last exercise. Now order. Đây, bây giờ mình cũng giống như mấy cái bài trước, bấm vào đây. Rồi, đạt khối lượng 0.02. 0.02. Rồi. Buy theo giá thị trường. Buy. Rồi, vô sửa lệnh. Đặt chốt lời giá cao hơn giá 5 đô. Nãy mình mua là 1696. Rồi bây giờ mình chốt lời là nhiêu? Cộng thêm 5 đô nữa là 1701. Ok. Rồi xong. Rồi bây giờ mình mới đặt thêm một cái lệnh sell stop. Rồi đặt cái lệnh sell stop, khối lượng là giống nhau, sell stop. Rồi giá, đặt giá vô thấp hơn cái giá mình mua hồi nãy 10 đô. Vậy là cái giá hồi nãy là 1696 thì giờ giá 1686. 10 đô. Rồi đặt. Rồi bây giờ gỡ bỏ lệnh nè, thì nhấn giữ vô gỡ bỏ cái lệnh mà đang chạy, lệnh mua trước, nắm lệnh. Rồi mới nắm cái lệnh chờ sau, xóa lệnh đó. Đây lệnh lại, click here to volume and click buy. Ok, touch and keep modify profit for it higher 5 USD. Okay. Now make new command. Sell stop. Volume same. The buy command. Price lower 10 USD. 1 6 8 8 6. Okay.
We can practice three to five times. Now close the command click and keep close. Okay, then we close this command cancel. Okay, that's finished the exercise 9 8. Rồi lần sau, mấy bài sau là sẽ hướng dẫn. Cái này là trên phần mềm trên MT4 trên điện thoại. Thì lần sau hướng dẫn các lệnh sử dụng trên máy tính, laptop. Now, this video we practice on Android and phone. Next exercise we practice MetaTrader 4 on laptop and PC. Thì thật ra mình nếu mà để cái này trên điện thoại chỉ là mình coi rồi mình sử dụng khi mà không có thể nào mà trên máy tính, trên laptop được ha. Chứ đa số là mình coi cản hay là cái kinh nghiệm hay mình làm vô ra lệnh đồ, coi sử dụng biểu đồ trên máy tính đồ thì rất là dễ để mình biết nên vô lúc nào, nên ra lúc nào, vô lệnh ra lệnh đó. Nó dễ hơn. Trên máy tính thì cái phần mềm MT4 trên máy tính nó có đầy đủ các công cụ để mình nghiên cứu. Còn trên điện thoại này là không có nhiều công cụ để nghiên cứu, để tìm hiểu. Rồi vậy ha.